Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Thì bây giờ hiện tại Pokemon đã mở khóa tất cả Pokemon để anh em có thể chơi trong năm mới này rồi. Quá là ngon đúng không? Thì event mình đã hoàn thành xong cái bức ảnh này rồi này, khá là đẹp. Và Daily Mission ấn một vài thứ thôi, cũng chẳng còn gì. Mình gần như mình làm xong tất cả nhiệm vụ rồi, thắp sáng cây thông Noel xong rồi năm mới các kiểu đà điểu xong hết rồi anh em ạ, chẳng còn gì nữa. Chơi gì linh tinh thôi. Hiện tại mình có thể mở khóa tất cả con Jigglypuff xong rồi nhiều con lắm. Chơi Quick cũng được, để chơi Jigglypuff cũng được anh em ạ, hoặc chơi rank hoặc chơi master hoặc chơi gì đây này, để cho anh em xem vào trong này là tất cả con luôn, con nào anh em cũng thể chơi được. Đấy gọi là để cho mọi người thử ấy, thử trước ấy, chơi thử trước xem nó có gọi là hợp ý anh em không ấy. Nếu mà hợp thì anh em có thể là chơi luôn, còn không thì thôi, thì next. Nó là như thế, nó không phải gì là có khó khăn cả. Đúng không? Dạ. Chúng ta sẽ vào game cái để xem như thế nào nha anh em. Ok, chiến ơi. Đang đợi trận hơi lâu anh em ạ. 5v5. 5v5 buổi sáng thứ hai mà sao lâu thế nhỉ? Không hiểu là sao chơi lâu thế, vào mãi mà cũng không được nè anh em nhé. Đang đợi, tôi cố gắng đang đợi để xem nó vào kiểu gì bây giờ. Searching không có rồi, không có thì ta sẽ chơi Remorse Snow and Ice thôi, chơi cái map thường thôi anh em ơi. Chắc tôi sẽ chơi cái map thường cũng được rồi. Ready, let's go. Ok, chúng ta sẽ đấy, bây giờ anh em có thể chọn bất kỳ con gì anh em thích này, được tất cả mở khóa hết luôn cho anh em nhé. Tisarina, ok thì tôi sẽ chọn Dragonite thôi, nhường Dragonite cho tôi thì mình sẽ chọn Dragonite anh em ạ. Tôi sẽ đi rừng cũng được. This recommend, tôi sẽ đi rừng ha, có tăng, có hồi máu hỗ trợ team này khỏe dã man chứ. Đam nhưng mà con Green Ninja hiện tại đang hơi bị yếu ấy. Dạo này đang kiểu yếu quá nên nó không được mạnh cho lắm thật sự luôn. Không phải quá mạnh ấy, đánh nó sẽ hơi khó khăn anh em ơi. Thật sự hơi khó. Không sao anh em nhá, Đam vẫn có thể chơi được. Rồi. Chúng ta đợi thôi, đợi game vào game xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đang đợi vào, bên nó có gì? Bên nó có Dragonite, bên nó cũng có Blastoise, bên có DCDI, có Tisarina. Game khó nhỉ. Bên mình có tận đến 3 Rank Master. Khó đấy, khó đấy, khó chiến đấy, khó chiến đấy. Talent Flame của nó sao sẽ đi rừng rồi nè. Cố gắng né cái con Talon Flame ra, nó có chiêu nhảy bổ phát vào đầu ấy, có chiêu đúng thể né được mà. Mình sử dụng cái chiêu Dragon Dance có thể né được và thôi phản công mình bắn lại luôn, xoắn gì con đấy. Con đấy mình lên theo hướng thủ thì mình cũng không sợ lắm anh em ạ, nó dồn sát thương thì mình hồi máu. Thế thôi. Vào rừng đấy anh em ơi, nhanh nào. Trận này phải thắng chứ nhỉ. Con Greninja thì hơi yếu, thật sự là con Greninja thì nó sẽ hơi bị yếu một tí anh em ơi. Rồi tôi đi rừng anh em ạ. Green Ninja đi với Venusaur. À với Squirtle cũng khỏe mà. Lúc đầu đánh thì nó hơi yếu anh em ạ. Phải chấp nhận thôi. Rồi, khe nó phát. Hơi xịt nhá. Cái lốc hơi xịt nhá anh em. Chúng ta khiến nó chậm tốc độ đi khá nhiều nhá. Một bé. Rồi ok, cũng ngon. Bên kia cũng có Squirtle. Khá mệt, để xem tình hình nào thì tôi cần không, tôi cứ giữ ở đây đã, giữ lên đây đã. Con kia chết rồi, chết rồi. Ngu rồi. Biết ngay mà, tôi biết ngay là con kia kiểu gì nó cũng chết vì cái tội đấy mà. Chết vì tội ngu rồi. Bó tay chống com luôn. Con Squirtle kia cũng đã chết nốt kìa. Nên làm cái gì, nó đi lên đen đây rồi anh em ơi. Con đôi lên đen, ôi rồi. Đúng rồi. Bé.
Rồi ok. Đúng rồi, lên. Chết rồi, hơi nhầm. Hơi nhầm anh ạ. Mình đánh cái này đã, mình đánh cái này trước. Tốt. Giết luôn anh em ơi, giết luôn. Chết, mình chết và nó cũng chết anh em ạ. Đánh nhau rất gớm à. Còn cái bãi rừng còn chưa kịp ăn kìa. Đánh nhau sợ thật sự, nhưng mình thả được cầu rồi. Tốt rồi, bây giờ vào rừng ăn tiếp anh em ơi. Mình có level Tisserina tèo rồi. Toang rồi. Nên vội làm cái gì? Để nó giết cả team đấy kia thì bó tay rồi. Kêu xuống dưới này để ăn đã. Ăn cái gì? Ngáo à. Lên kia thì không lên. Đây rồi, hai con pin rồi anh em ơi. Chán thế nhỉ. Đấy, ok. Luôn đỡ nào được cưng. Ô, không được rồi. Lên top. Đi đâu đây? Kìa. Solo luôn. Dragon này, nhưng mấy con kia đánh cùi quá anh em ạ. Không biết làm nào luôn. Không biết làm nào để mà đánh với nhau vào nó luôn đấy. Thề. Con Green Ninja nó phá game tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là con đấy nó phá game mà anh em. Có dã man luôn, đánh đấm kiểu gì bây giờ. Nào, chiến. Ôi, một mình không đánh đâu cưng. Làm gì cơ? Chạy rồi. Bắt buộc phải chạy rồi anh em ơi. You can do it. Trên top có ấy nhá. Trên top ăn con nào nhá. Ăn cũng ăn một con thôi. Trên nó có Blastoise à. Mệt đấy nhờ. Mệt đấy. Cướp được không ta? Ok. Chết luôn anh em ơi, lên top. Ôi trời. Cái nhỉ. Đây. Attacking Rostom nào. Đâu rồi? Đánh con kia làm cái gì? Thì để dành cái chiêu này đi. Ok. Tập trung hết về đây anh em ạ. Rồi. Con nào lên đây không? Chắc chắn là không có anh em ơi. Một con.
Đá thì đá thôi cưng. Đâu sợ gì đâu cưng. Mình sợ gì đâu. Bye bye. Bye 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 cưng ơi. Bye bye, anh về rồi nhé. Đang hợp lý. Hồi máu à. Đánh nhau làm gì. Chúng ta phá được cửa trên chưa? Thấy chưa? Hợp lý không anh em ơi? Quá hợp lý rồi. Từ từ đợi tí xong rồi anh lên trên. Chưa nhau ra mà đánh thôi. Bây giờ cần hồi chiêu kia nhanh dã man luôn. Thủ thôi, thủ hai bên thôi. Về đi, về đi, về đi, về đi. Kìa. Để nó... Đó, bắt con đấy được luôn mà anh em. Đó, bắt con đấy luôn mà. Cố gắng căn nhé anh em ơi. Tốt 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 hạ rồi. Đi thôi đi thôi đi thôi. Mình ấn chiêu cuối hơi bị lỗi tí thôi. Nhưng mà không sao anh em, vẫn thắng rồi. Về đi, về đi, về đi, về thủ, về thủ, về thủ, về nhà thủ vậy. Chạy đâu cưng ơi. Xin cái tuổi bạn ơi. Xin cái tuổi, mình quả đấy hơi nhầm cái chiêu đầu nha. Về nhà thủ đi, một người nhà, hai người nhà thủ đi, hai người nhà chỗ này đi. Đẹp. Cái gì? 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 Ô kia 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 kia, bên nhà. Chết hết rồi. Cả team nó tèo rồi anh em ạ. Không đỡ được luôn. Vẫn cây cú à. 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 Chạy đi đâu được. Khỏe như thế này làm sao các bạn đấu được tôi. Không có cơ hội gì cả luôn. Mỗi phát cuối là hơi bị lỗi đấy anh em ạ. Chiều cuối hơi bị lỗi tí thôi. Nhưng mà không sao. Chúng ta vẫn giành cái chiến thắng quan trọng anh em ạ. Yes. Một chiến thắng chắc chắn 100% là sẽ chiến thắng rồi. Thua thế nào được. Ui, chiều cách nhau có mấy trăm điểm thôi. Ô, con đánh thả được ít cầu thế. Trời ơi, mình còn thả. Mình thả ít cầu hơn cả cái thằng Talon Flame của bên đó anh em ạ. Mình có 164. Team mình không thả cầu luôn. Green Ninja không thả này. Con Blastoise cũng không thả luôn này. Ảo thật đấy. Con 7711. Ok, dĩ nhiên là sẽ MVP rồi. 012. Chuyên gia hỗ trợ 82. Thằng này yếu mà, Mr. Support yếu dã man. Rồi ok, chúng ta sẽ cứ nhé.